CSB Carbon Sport 3 xin chào các bạn nha. Trong video này mình sẽ review về khung Benzolite hoặc là 7 nha các bạn. Màu trắng đỏ ha. Màu trắng đỏ đen nha các bạn, trắng đỏ đen. Thì khung này mình phối lên cặp bánh Campa logo rất là đẹp nha các bạn. Mình sẽ quay chi tiết về cái khung màu này ha, để các bạn có thể hình dung ra cái màu nó như thế nào để mình phối với những cặp bánh mà mình ưng ý nha các bạn. Khung này là khung được làm từ carbon toray T1001 nha các bạn nha. Carbon toray T1001 của Nhật ha. Khung này là khung copy nha các bạn. Khung mộc được làm từ Đài Loan nha các bạn. Và giá của khung SL7 này là 16 triệu các bạn nha. 16 triệu bao gồm khung phuộc khúc yên tay lái QBB nha các bạn, giá 16 triệu là QBB nha. Khung này là khung phanh đĩa nha các bạn. Bạn nào muốn chơi phanh vành thì liên hệ luôn cho mình ha. Mình phanh vành thì đi là phanh vành ngàm hai ốc nha các bạn, đi âm dây ha, âm dây dàn đầu và âm dây khung luôn. Nhưng mà cáp âm dây nội bộ mình chỉ lòi ra cộng dây hắn trước và hắn sau thôi. Phanh vành của nó là vậy. Các bạn có thể tìm đến video khung SL7 mà phanh vành hắn gơm á, mình đã có đăng lên video rồi nha các bạn. Thì khung này giá 16 triệu bảo hành 2 năm nha, lỗi là mình sẽ đổi mới luôn cho mình luôn. Chân màu này rất là đẹp các bạn. Chất lượng rất là đảm bảo các bạn nha. Thì các bạn có thể liên hệ qua cho mình khi có nhu cầu hoặc là design màu khác ha. Rồi video đến đây kết thúc nha các bạn.